Xong ngồi xe nào. Đây các cái vị trí bắt đầu đi vào đây nhá. Những cái xe chim lợn đi ra khỏi khu vực nhá. Xong ngồi sao? Xa gần đấy anh. Hả? Gần thế. Gần đấy là việc của anh. Okay, đây, đây sổ đây em. Bắt đầu đi đi. Điểm qua số 2 này. Vâng, đây ban tổ chức đang hướng dẫn đường đi. Bắt đầu anh em đi qua đây nhá. Riêng đi qua đây anh em chạm vào cái cột này thoải mái. Những xe mà đi qua bánh mà làm đổ cái này là một này, mấy cả bánh trèo lên là hai này. Trèo lên là không được đúng không? Chạm được. Chạm thì được nhá, trèo lên. Em không sợ. Ok chưa? Trèo lên là bị trừ một điểm và trèo ra khỏi là trừ hai điểm. Ok chưa? Mỗi lốp một điểm nhá. Yeah, tất cả đi qua đây những cái quả bóng này chèn lên một bánh là một điểm, hai bánh là hai điểm. Cứ chạm là chắc. Nhưng mà khi thi được vận động viên không được đi trong trách đúng không? Vận động viên muốn đi chỗ đéo là cũng được. Không được dẫm trong trách được luôn á? Không được dẫm vào cái này. Không được làm đổ cái này. Dẫm vào không được làm đổ cái này, không được làm đổ bóng. Ok chưa? Cứ đổ bóng với dẫm lại là trừ điểm luôn đúng không? Cả kể khán giả ứng ở ngoài mà dẫm là có thể bị đuổi ra khỏi trách luôn. Rồi. Ok chưa? Nhưng vận động viên thi là sẽ bị đuổi trừ điểm luôn, dẫm đúng không? Phải để phải làm luật cho đàng hoàng trừ điểm. Thôi không nói, xin lỗi. Anh học lại luật đi. Nhiều quá. Mà khán giả dẫm thì trừ mẹ huấn luyện viên, trừ huấn luyện viên, à quên, trừ ban tổ chức đi. Tại vì làm đéo rào. Đúng rồi, đéo rào. Ôi anh ơi. Lại bắt đầu. Anh tỉnh người đi. Vâng, đây là ban tổ chức vừa đi nhưng mà cố tình làm khó vận động viên ạ. Xong rồi đến đây như nào nhỉ? Đến đây nhá, anh em đi đến cầu, đây. Cầu khỉ ạ. Là cái cầu này ấy. Đấy, đá mẹ rồi. Thôi, đâu anh em ơi. Chỗ này quan trọng. Nhanh như mẹ này qua đây nào. Chỗ anh này em này. Anh em đều nghe tẹo thôi, đừng có hỏi. Đúng rồi anh nhiều. Cái cầu này nhá, anh em đi thi là xong cái là tự xếp cầu. Qua cầu rút ván. Qua cầu là tự đá ra nhá. Ông nào mà không đá thi xong qua cái bài này mà không đá cầu trừ điểm nhá. Vâng, 2 điểm. 2 điểm anh em nhớ nhá. Bài này còn không qua được thì đi lại. Đổ cứ đi qua lại được, không bị trừ điểm. Không cần bớt xe, không cần bớt xe. Đổ xe không bị trừ điểm ra này. Đổ đúng lại như đổ lại, cứ đi tiếp. Bây giờ đi qua được thì thôi, còn không qua được thì trừ điểm. Mất thời gian thôi. Chứ không cho B qua, không cho B qua. Không cho B qua nha. Bắt buộc phải đi, bắt buộc. Bắt buộc phải đi qua. Thì bài này không được đi qua. Sân chơi này là phải vượt qua chính mình. Đéo có vượt qua đi đào hầm nhá. Đào hầm là bế qua đéo chơi. Lật lại ngửa. Cái này phải đi qua bằng được. Nó đi về đào hầm. Ngồi đây là bài sau nói xấu đào riêng hầm. Riêng cái trách này là không được như anh đào hầm, không học theo anh đào hầm. Rồi ok đồng ý. Nên là mình rồi, phải xong rồi anh em đi qua đây nhá. Chỗ này nhá. Đổ bắt đầu chỗ này lại bị trừ điểm nhá. Đổ là trừ điểm nhá. Đấy tóm lại đi qua chỗ này. À mỗi chỗ kia là đéo được trừ điểm đúng không? Đi ra tránh ra là được quay qua được trước nào. Không được trừ điểm. Đúng rồi. Mỗi chỗ này thôi. Không có hồ nước à? Thoải mái luôn. Thằng ba tổ chức có bê con nước à? Thùng nước à? Nhá, xong đi qua nha, phải đi qua, bắt buộc đi qua cái bài này nha. Anh ơi, cái cục này như nào ấy? Để em còn chỉnh nha. Nó ở đấy đấy. Qua rồi. Đúng cái này đúng không? Đây, xuống xuống. Khoai đấy. Thế thì anh khoai đấy. Chỗ này khoai đấy. Cái đấy chạm bóng à? Vẫn phải chạm bóng à? Chạm bóng nhá, đi qua chỗ này chạm bóng là trừ điểm nha. Ủa, sao lại còn không cầu kỳ thế? Chạm bóng sát vào này nó phải thế này như đéo này dễ này ai chuẩn đi được tẹo nó sẽ ban tổ chức đi đo mỗi chỗ này là 30 phân. Có thước nhá. Ủa, khoai thế. Quả này khoai. Nếu mà nếu như này là quả này khoai. Chỗ này sạt gầm ấy. Quả này mắc gầm rồi là gì nữa? Chỗ này là đúng chắc là mắc gầm luôn rồi ấy. Hai bánh là đúng hai khe. Ban tổ chức sẽ đi lên đầu tiên. Đây. Không, đấy đang cháu có ý kiến rồi. Ok nhá, đi qua đây này. Cứ cái là cầm giấy. Đi qua đây biết nào rồi. À đấy, nhầm rồi. Đi qua đây nhá là anh em ban tổ chức cái tiêu cục. Vòng đây nhá. Thôi. Đi qua đây anh em đi qua đây đúng rồi, phải đây chứ thành rồi. Cháu mũi tên nào đấy chứ. Không có cái đen xuống. Chứ vào đây phải nhớ. Đi qua đây nhá. Hướng dẫn rồi. Đi qua anh em tập trung này, đi qua đây này. Sau đó là đi lên đây này. Đi ra khỏi trách đi lên. Chạm vào gốc cây. Sau đó là đi qua tắt lối này nhá. Đi qua lối này nhá. Đây là bài thi vòng số 8 đúng không? Rồi, sau đó là đi vào đây nhá. Ôi trời ơi, sao nó khoảng lòng khoảng này. Thi đến đêm nay có hết xong không em? Sao cái thằng này mày đi vào tổ chức. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài đi. Đứng nào nó né để anh quay rồi. Ông cứ rộng quá kẹp vào. Chỗ này rộng thôi. Nguy hiểm lắm. Dễ. Đấy như vậy còn được. Rồi mẹ ban tổ chức này khoai ác quá cứt đi. Thôi cho này cho anh em dễ thở nhá. Rồi. Cho bánh mà. À đi qua chỗ này nhá. Đây chỗ bánh kinh. Và anh em phải đi vòng vào đây và lên đây. Chỗ này đéo sao dễ dàng này được. Lên đâu anh ơi? Lên đường nào đấy? Mẹ ban tổ chức nó quái thai. Vâng. Còn bảo quan chức này nó mẹ quái thai bay đái. Để em viết nào. Để em đi đá. Ok, có mũi tên. Cứ quá 1 mét thì ban tổ chức sẽ nhắc nhở. Đây em ơi đây. Quá anh em đi quá 1 mét ban tổ chức mới bắt đầu nhắc nhở nhá. Còn tuyệt đối ông nào ở ngoài mà nhắc nhở nhá là bị trừ điểm luôn đấy. Chỉ có được chim lợn cho anh em thua thôi, không được chim lợn cho anh em thắng. Chặn luôn cái này chứ, chặn luôn cái này. Không kệ cho đây lái kệ ra. Để đấy thì anh mới khó. Thật anh em cua được kệ anh. Cứ thích dễ rồi, dễ thì đi làm cái gì. Đi ra, ok đi ra khẩn trương để bạn tổ chức đi. Tiếp tục đi nhá, đi qua đây nhá. Biết được rồi. Đi qua đây và tiếp tục vào trách này nhá.
Đéo gì trách gì mà khoai thế này. 12 này, này. Con đường này ai đi 3 phút? 2 phút 26. Hả? Ai? 3 phút 26. Trước bọn em đi. Thế thôi giải luôn, anh em về đi. Thôi đéo chơi đâu. Ê, cho em xin lại tiền ra ban tổ chức ơi. Cái quả bóng đâu nhỉ? Cho xin quả bóng ở kia cái anh gì ơi. Mang bóng qua đây. Mang bóng đây. Ui ôi, chỗ này đi kiểu gì? Tôi dễ mà. Anh ơi, có chỗ nào có tư vấn cho ba thành viên không? Ban tổ chức có gì nói đến ban tổ Victor không? Tại hàng ngày anh đéo chịu đi tập luyện thì anh chấp nhận thôi. Hôm qua thằng này nó tập đến đây 5 giờ này. Ngày mai ông này có thi không đấy? Ừ, bóng quá thế. Em thằng Nam chả thi. Đây nhá, phi qua đây nhá. Bỏ cái gạch đá cái gạch sau này để cứ để nó được. Đây đoạn cuối đây. Bỏ chỗ này đi, bỏ chắc chân của ngọc đi. Sửa lại chắc chân của ngọc đi. Chỗ này này. 14 điểm đúng không? Em muốn hoàn hảo anh ạ. Quay lại số 14 đi để nhìn hướng nào. Đây số 14 đây nhá. Thì cắt chỗ trách chỗ chân của ngọc đi. Đây đây mà xếp trách quay ra đây cái. Cái chỗ này bỏ rồi đúng không? Đây này lấy trách chỗ này đây. Mẹ về đến nơi còn gặp cứt chỗ này. Chỗ đấy cho bé dần đi anh. Anh cho em viên nữa. Bé dần đi. Thay vào một cái này. Rộng thế. Vâng, cái chỗ đấy mẹ sẽ ba tổ chức một quán hai bách cút này. Đấy, số 14 này là anh em mẹ phóng tẹt ga mắc ga về đích nhá. Bán sao đổ cổng xong rồi chỗ đi. Này bỏ đúng không? Chỗ này bỏ đúng không? Thế thôi, chỗ này bỏ thôi. Chỗ này bắt đầu chỗ này là Free nhá. Chạy. Chạy. À, vâng, thống nhất là cuối cùng là cái điểm cuối số đúng rồi, số 14. Đấy. Khỏe lắm. Ăn ban tổ chức khó lắm, ăn được tiền ban tổ chức. Vâng, lên ban tổ chức đấy. Trưởng ban tổ chức. Đây thì mẹ cứ xếp như dích dắc này, mẹ về đích là phải khó khăn tí, hả? Rồi, về số 3 thì như nào có bao lòng không? Hả? Có chứ. Xuất phát về sau bên kia chứ. Vâng. Thế là kết thúc một bài thi rồi đúng không? Ờ, rồi có gì nói như nói không ạ? Có gì chia sẻ không? Ban tổ chức có gì chia sẻ cho anh em để anh em rút kinh nghiệm nào? Này anh Kiên vẫn chui qua cổng đúng không? Phải chui qua cổng chứ. Nào có chia sẻ gì không đây để đang quay nào? Bây giờ là tôi sẽ là người đi thi đầu tiên. Rồi. Ok chưa? Đấy. Vừa đi thi anh em xem tôi thi và rút kinh nghiệm. Rồi đồng ý ok. Tôi cắt cái clip tại đây nhá. Cắt để đi. Tôi làm chim lợn. Không, tại đâu